Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 4 thùng rác thông minh nào tốt nhất 2022. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là thùng rác thông minh cảm biến Xiaomi 9 Stars 10 lít. Nằm trong top thùng rác thông minh tốt nhất phải kể đến sản phẩm của thương hiệu Xiaomi 9 Stars 10 lít. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc được người dùng tin tưởng lựa chọn bởi mang đến sự tiện lợi và được thiết kế rất thời thượng để phù hợp với không gian ngôi nhà hiện đại. Sản phẩm ứng dụng cảm biến thông minh và rất nhạy để giúp người dùng có thể bỏ rác nhanh chóng mà không phải tiếp xúc tay vào rác. Thời gian đóng mở nắp thùng khoảng 3s và còn có thể điều đỉnh cảm biến ở khoảng cách từ 6-30cm theo yêu cầu sử dụng một cách tuyệt vời nhất. Bên cạnh vẻ đẹp sang trọng nhờ chất liệu thùng là từ nhựa ABS chịu được mọi tác động về lực nhiệt, dễ dàng vệ sinh thì màu sắc đẹp, tinh tế của thùng rác cũng là điểm giúp cho không gian trở nên ấn tượng hơn rất nhiều lần. Đặc biệt, thùng rác này vận hành rất êm ái, không gây tiếng ồn, nên sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hay giấc ngủ của gia đình bạn. Ngoài ra, thiết kế của thùng rất kín nên có thể giữ cho không gian được sạch, thoáng, không có mùi rác thải tích tụ nên trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Hiện nay, sản phẩm có giá bán không quá cao, chỉ tầm vài trăm, nhưng đem đến hiệu quả cao trong việc đựng rác thải, nên bạn có thể đầu tư giúp không khí trong gia đình trở nên sạch hơn. Ở vị trí số 2 đó chính là thùng rác thông minh mini cảm biến Cowon KSB0901. Để mang đến cho người dùng sự lựa chọn hoàn hảo, thì nhiều thương hiệu đã không ngừng cho ra sản phẩm chất lượng, giá trị cao. Chẳng hạn như thùng rác thông minh Cowon KSB0901 có thiết kế vô cùng đẹp mắt và hiệu quả. Sản phẩm được ứng dụng công nghệ cảm biến để giúp việc đóng mở tự động hoàn toàn sau 5s sử dụng. Thiết kế sản phẩm không chỉ dừng lại ở đó mà còn rất tiện lợi nhờ vào dung tích thùng là 9 lít thích hợp cho gia đình đặt ở phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp rất sang trọng và hiện đại. Điểm mạnh giúp cho chiếc thùng rác thông minh cảm biến này được ưa chuộng hơn, đó là chất liệu cao cấp, nắp là nhựa ABS, thân thùng thì từ thép không gỉ và vỏ bên trong là nhựa PP, đem đến cho người dùng độ bền vượt trội, lại rất dễ dàng vệ sinh làm sạch mà không mất quá nhiều thời gian. Và cũng như bao thùng rác thông minh khác, sản phẩm sử dụng pin sạc với dung lượng là 500mAh nên rất tiết kiệm. Đồng thời với thiết kế kín, có thể kiểm soát mùi hôi của rác tốt nên trở thành vật dụng không thể thiếu nếu như bạn đang tìm kiếm sản phẩm cho gia đình của mình. Đứng ở vị trí số 3 đó chính là thùng rác thông minh tự đóng gói túi rác Xiaomi Tonew. Thùng rác thông minh Xiaomi Tonew là một loại thùng rác rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những loại thùng rác thông minh thông thường khác, với chức năng mới tự đóng gói túi rác khi rác chứa trong thùng đã đầy. Sử dụng công nghệ cảm biến mở nắp với khoảng cách cảm nhận 0-35cm khi có vật thể hoặc cơ thể người đang đến gần nên vô cùng tiện lợi khi sử dụng mà bạn không cần phải chạm tay. Với thiết kế nắp bảo vệ mùi khép kín, có thể ngăn chặn muỗi xung quanh, thêm vào đó là khả năng đóng gói bụi bẩn và rác thải mùi hôi gây khó chịu, mang đến sự tiện lợi khi sử dụng. Cơ chế tự đóng gói rác và hàn miệng túi của Xiaomi Tonew được vận hành bằng hai lưỡi dao đan vuông góc và sử dụng nhiệt để cắt hàn miệng túi. Túi nylon sử dụng trong thùng có thể được thay đổi tự động. Tuy nhiên sản phẩm này phải sử dụng loại túi riêng máy mới có thể cắt và hàn lại miệng túi lại. Vì thế, bạn không thể sử dụng túi đựng rác khác được. Nếu bạn dùng túi rác khác, thì thùng sẽ không thể hàn lại miệng túi nên có thể dễ gây bốc mùi cho căn bếp. Khả năng chứa rác lên tới 15.5 lít, cao hơn so với thùng rác thông thường trên thị trường hiện nay, nên bạn có thể bỏ được cả những loại chất thải cồng kềnh. Thùng rác thông minh tự đóng gói Xiaomi Tonew được trang bị pin với dung lượng lớn, nên người dùng có thể an tâm sử dụng mà không lo phải sạc pin liên tục. Ở trạng thái bình thường, Xiaomi Tonew có thể hoạt động liên tục lên tới 35 ngày. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là thùng rác thông minh Nhật Bản Eco 9285MT. Eco được biết đến là một trong những thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng đến từ Nhật Bản với đa dạng các sản phẩm, mẫu mã và kích thước. Trong đó, sản phẩm thùng rác thông minh Eco 9285MT là một trong những dòng sản phẩm nhận được sự ưa thích của nhiều gia đình. Nó mang đến nhiều tiện ích. Sản phẩm được trang bị cơ chế cảm biến thông minh giúp tự động mở đóng nắp, giúp việc bỏ rác vào thùng dễ dàng, vệ sinh. Nút chuyển đổi cảm ứng Open, Close có độ nhạy và ổn định cao, sử dụng dễ dàng, giúp duy trì trạng thái mở nắp theo nhu cầu sử dụng. Bảng điều khiển chức năng hiển thị linh hoạt, cung cấp giao diện người dùng vô cùng thân thiện và đơn giản. Chức năng tự khởi động nhằm tránh các lỗi vặt của sản phẩm do vận hành sai gây ra. Chất liệu inox cao cấp đã được xử lý bề mặt giúp chống vân tay, hạn chế tối đa việc bám bụi bẩn, vân tay và giúp cho thùng rác luôn sạch sẽ, dễ dàng vệ sinh, giữ vệ sinh và thẩm mỹ cho thùng rác. Thiết kế lẫy giúp cho việc treo nắp dễ dàng và thuận tiện hơn cho việc vệ sinh hay thay đổi túi nylon đựng rác. Màu sắc sang trọng nên sản phẩm phù hợp với mọi không gian. Và vừa rồi là top 4 thùng rác thông minh nào tốt nhất 2022 mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được
cho các bạn lựa chọn được cho mình một chiếc thùng rác thông minh phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới cái phần mô tả của cái video này để các bạn tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.